Hi. Chào mọi người. Thực ra Liên cũng chưa có quay, nhưng mà Liên nói cái cây va này là Liên mới vừa làm lên chậu á. Tại vì cái cây này nó không phải là va, nó là loại thường, nó hơi tím tím đỏ thôi, nhưng mà nó cái dạng móc câu á, là cái móc của nó sâu xuống. Mà Liên trồng ở ngoài kia nắng á, nó cũng đã chết cái cây gốc của nó. Cái cây gốc của nó, mình thấy không? Bây giờ Liên mới bước lên, cái cây gốc nó trên đó đó, là cái chỗ này nè. Chuyên trồng nó lên, chuẩn bị lên heo bông. Cái nắng á, nó cháy ngang đây nè, nó cháy cái thân ngang á, nó thui ngang á. Rồi xong cái Liên dời nó chỗ khác, mà để khô nó sống lại, nhưng mà nó ở dưới cái bụi kia nó bị che hết á. Xong nó trở lại va, không biết tại sao nó va lên Liên không biết. Tại là Liên mua cái này là nó không, hay lúc đó mình không thấy va, nhưng mà cái màu nó không phải như vậy. Mà Liên cũng không biết tên nó, tại vì thấy cái móc, cái móc này nè nó rất là đẹp nên Liên mua thôi. Liên rất thích cái dạng sen mà nó có cái móc, nó cúp vô mà nó rất là đẹp. Mà nếu mà Liên mà gặp lại lần nữa mà Liên biết tên thì Liên sẽ kể nghe, nói tên. Liên quay đây là tại vì nó sọc nè, tự nhiên nó va lên. Thực ra va thì cũng thường va tự nhiên lên thì mình quay thôi, từ từ quay, nhưng mà tại vì từ từ quay rồi nó không còn cái màu va nữa nên Liên phải bỏ vô chậu. Liên va, Liên trồng lại. Thì Liên có kinh nghiệm là có cái cây kia, để lát Liên bưng lại cho mọi người coi nó hết ra. Đây là nó sọc nè. Thì Liên không có giỏi gì trồng mấy cái cây mà nó đột biến va lên, mà nó tự đột biến, nó tự va lên, nó tự dướng thân mình trồng lên. Nhưng mà Liên có cây bắp cải, nó đã va một lần rồi. Liên nói để lấy kinh nghiệm, ai mà có cái cây mà trường hợp mà nó đang ở dưới đất mà mình, hay là mình trồng chậu mà tự nhiên nó va lên, nó stress quá, tại vì nó đã muốn không có rễ rồi, nó chết nữa rồi, nó muốn cứu nó sống lại, nhưng mà giống như là chắc Liên nghĩ nếu mà mấy thằng va này nó phải đi yếu cái DNA gốc của nó, cây chính của nó là nó sẽ bị nó phua hết, còn đây lá nó sọc hai bên rồi, thấy không? Mà Liên mua nhiều cái va rồi, Liên hay trồng ngoài nắng thử á. Với lại mà để nó ok rồi á, nhưng mà va nó nắng mà nóng buổi trưa nó chịu không nổi, nó gắt quá, nó hay bị chết. Mình tưới nước vô là nó thối. Xong rồi tiếp theo ha, Liên nói tiếp là cái cây này lúc mà va đó, mà mình muốn giữ cái màu va này đẹp, tại vì nó đã lên màu, cái cây thuần lên màu như vậy, là một đó là nhà farm nó làm, nó biết cách. Hai là mình tự nhiên mình có thì mình giữ nó, là kinh nghiệm của Liên là mê nó đó, tại vì nó đổi màu á. Cái Liên nghĩ là mình sẽ vô chậu á, mình tưới nước mà mình dưỡng nó sẽ lên cái màu va bự, rồi nó có cây con bự va, mà không phải vậy. Nó trở lại bình thường. Có khi nó có chết luôn, tại vì nó va nó không hút được nước, nó yếu. Hai cây này dưỡng cây này rất là yếu, không hút được nước. Thì cái nước này là mọi người thấy là Liên chỉ phun sương thôi, trong đất nó ẩm ẩm, không khô. Là cái nghĩa là cái cây này Liên sẽ không có cho nó lớn nhanh. Có nghĩa là dưỡng mà nắng sáng, mà có nghĩa là ánh sáng vô nha, chứ mọi người không có phải là lấy lên rồi dưỡng trong mát mà tới thui, nếu trong mát tới thui nó chết luôn á. Là nó rụng lá xuống hết à, nó phải có ánh sáng. Liên quay ánh sáng nha, nhưng mà hơi bừa, tại cái Liên cái đó là đang Liên đang chuẩn bị làm cái rác móc á, với lại trồng á. Trồng mấy cây lớn ở dưới đất á, năm nay chưa có dọn. Thì là ánh sáng của mấy hiên ton của Liên là ánh sáng nắng nó không có vô, nó sáng lắm. Mấy cây mà ánh nắng vô thì là cây có rễ ha. Còn cây này á, là thuộc dạng Liên đang lấy dưới đất lên. Wow, quá đẹp quá. Nãy giờ chưa chụp hình nữa, chắc chụp hình nữa. Chụp hình ở đây. Để lát chụp lại hay kể đi, bỏ qua đi. Liên đang nói về cái cây va. Thì cả nhà dưỡng nó bằng một cách đó là không mất màu, mà cũng không cho nó lớn lẹ, mà lần sau có thể là nó sinh sôi lên lại cái cây va ở đâu đó. Tại vì nó, nhưng mà nó phải theo cái chiều hướng của nó là chậm. Có nghĩa là mình ngắm cái cây này á, là ngắm hoài luôn á, ngắm cả năm trời cái màu này hoài luôn á. Có thể nó xanh hơn, tại vì Liên quay liền là để không, nó mới mốt quay lại cho mọi người nó có mất màu.
Nhưng mà Liên kinh nghiệm cái cây kia hồi đó Liên cưng cái bắp cải nó vàng ống hết luôn, nó va đó cái Liên bứng lên đó, nó không có rễ mới rồi rễ cũ nó bị động nó nhiều thứ lắm. Rồi tưới nước cho nó lớn, cho nó mau lớn, nghĩ mà va lớn thì va lớn nữa màu rực rỡ đẹp, không phải vậy. Nó hút nước nó tốt, nó dinh dưỡng, nó khỏe lại, rồi nó sống lại bình thường là nó màu lại màu hồng chứ nó không phải màu vàng nữa, tại vì bắp cải của Liên màu hồng. Liên lại đi coi. Tại Liên không có, Liên có một cái clip quay về cái cây bắp cải va đó nhưng mà Liên không có quay là lúc bây giờ nó trở lại bình thường á, nó đằng kia kìa. Thì ý của Liên nói nếu mà ai mà có cái được cái cây va mà ở dưới đất lên á mà không có kinh nghiệm á, nếu mà coi được á thì mai mốt có kinh nghiệm mà lỡ mà mình có cây va thì mình dưỡng nó vậy ít đất phun sương nó thôi mà khoảng tuần hai tuần gì đó tưới cho chút xíu nước để nó có chút thôi, có trên mặt vậy cho cái độ ẩm nó giữ cái rễ mới lên, nó nuôi mà nó nuôi chậm lắm, có nghĩa là mình đừng có cho nó lớn quá nhanh, lớn quá nhanh là có nghĩa là nó khỏe đó, người nó lấy lại sức á là nó màu xanh trở lại, nó lấy lại bản nguyên thủy của nó. Còn cái bản này là nó muốn sống nhưng mà nó bị giống như mình bệnh đó. Nó stress nhiều quá, nó sống mà nó sống vậy nên nó có được cái màu đẹp mà mình chơi sen thì nó có màu thì mình rất là thích. Còn mình thấy cây thường lại mình sẽ mua lại cây mới. Còn hồi đó Liên nghĩ là nếu mà nó va rồi mình Liên nhân giống á thì nó ra va lại, nhưng mà không có, trừ khi cái nhà farm á thì mình mua va đó mà nó làm ra nó đổi cái DNA hay nó làm gì đó thì mình sẽ được cái cây va lại giống như cây con đẻ ra va thì cây mẹ cũng va. Còn cái này của mình va tự nhiên á thì mình phải làm nó thí nghiệm, nghĩa là Liên đã có mấy cây rồi. Liên cái va mà hồi đó cái chiếc chiếc kình cái loại kia đó nó màu vàng, cái Liên lấy lên Liên trồng chỗ khác để cho nó lớn, tưới nước cái kiểu mình cưng nó, mình không muốn nắng vô nó táp đen rồi nó xấu á, nhưng mà lấy lên nó động rồi nó chết thúi chết rụng lá thúi liền luôn. Bởi cây này nó có thân rồi, Liên hy vọng là nó giữ được cái màu á. Nhưng mà Liên có một cái là ngoài trước Liên sẽ đi ra cho mọi người coi á, là nó sẽ trồng màu xanh nó va vàng là Liên không có động rễ nó, mà đất nó khô lắm nhưng mà tưới nước nó thôi, nhưng mà nó vẫn giữ được cái màu đó, nó vẫn ở ngoài nắng, có nghĩa là nó sống trực tiếp với cái cây xanh và cây vàng chứ nó không có sống riêng lẻ. Còn mà mấy cái va mà họ đã làm đổi DNA á thì mọi người có được nó rồi về thì bảo đảm là nó cây mẹ nó cũng va, nhưng mà đúng đựng chăm sóc tốt quá nó trở lại cây thường. Tại giờ đó Liên có mua ngọc bích mà nó va đó, nó đổi ở nhà farm á đẹp lắm, nhưng mà lúc mà Liên nuôi nó dưới đất bự quá nó lên một cái cây xanh lè ngọc bích trở lại, có nghĩa là một bên nhánh xanh và một bên nhánh va đó. Thường thường nhà farm nó cũng bị, tại vì nó lúc mà nó khỏe nó tốt thì nó sẽ trở lại cái bản nguyên thủy của nó đó. Thì Liên sẽ xách cái này đi ha. Để ra ngoài Liên có mấy cây va ở dưới đất mà loại dạng khác mà nữ như nó va lên đó, thì Liên để Liên không có bứng lên, Liên chưa có bứng lên để là coi nó có va nữa không, để bữa nào Liên thí nghiệm một cái. Tại vì Liên đang có hai cái cây mà nó va Liên sẽ làm tiếp, tại cái đó giống trái tim nó va nên nó vàng, sợ lấy lên đó mình tưới nước vô nó thúi cái màu vàng đó đi, tại màu vàng đó vốn là nó sống thôi chứ nó không có hút dinh dưỡng vô được nữa rồi, mà cũng bởi vậy nó sống từ màu xanh thì nên Liên cũng chưa có bứng, nếu bứng là bứng xanh với vàng luôn, Liên chưa có nuôi nó. Nhưng mà cái cây này là Liên rất thích nên Liên bứng nó lên. Nói hơi nhiều về cái cây này nha. Tại vì mình muốn giải thích về cái cây va này, mọi người nếu mà có ai mà có bất cứ cây nào mà sen đá mà lên màu va thì phải cẩn thận. Mình chỉ phun nước ánh sáng buổi sáng rồi thấy không, không trực tiếp nắng. Henry ra, Henry stop chờ mấy chút. Còn mấy cái này là Liên đang dưỡng, cây này nó đỏ lắm, nó rất là đỏ. Mà Liên có ngoài kia nhiều lắm mà đều Liên bứng cái này vô làm cái con này cho kiểu chơi ha. Sẵn đây nó có cái cây wood gỗ này nè. No. À. Henry stop. Chờ mẹ chút. Stop. Đang quay phim mà Henry đòi ra đó, thấy chưa? Ow. Ow. Henry you wait. Đây nè, Liên quay ra ngoài nắng cho mọi người coi. Hồi nãy giờ Liên quay dương mát ha. Đó. Mới biết mọi người thấy đẹp không, chứ Liên thấy rất là thích. Nhưng mà tại trong camera Liên không biết là Liên có thấy mọi người thấy nó đẹp không. Tại Liên đang để ngoài nắng á. Đâu rồi, để đi ngược qua hướng này nha. Sorry là Liên...
Tôi hay nói về cái cây này lâu một chút là tại vì Liên đã diễn giải để giải thích cho mọi người hiểu đó. Cái cây Eirium nó cũng va nè, Liên có nhiều cái giống va lên, nhưng mà cái cây này thật sự va là Liên không có biết làm sao, tại vì nó cũng gần chết đó, tại vì nó đổi lên. Còn cây va nhà farm á thì Liên trồng phải dưới máy đó, nó hay yếu lắm, mà Liên cái nhà farm ở đây nó trồng á, Liên cũng thấy nhiều ngoài nắng nó chết. Còn những cây mà gồ ria va Liên mua thì Liên đang dưỡng đó. À, đẹp quá đi, không biết ngoài nắng nó khác trong mát ha, nhưng mà nó màu quá cho đẹp. Có nghĩa là Liên sẽ cho nó lớn, mà lớn từ từ để nó giữ cái lá đó đó, cái lá nó va là nó giữ luôn cái hình lá đó, còn lá mới trông ra là không biết nó xanh hay là nó va, bởi vì mình không có dám cho phân, không dám cho nước nhiều để mình giữ được cái lá trong nó stress đó, nó sẽ ra va giống vậy nữa. Hy vọng là vậy nha, nhưng mà Liên kinh nghiệm thì Liên chia sẻ cho mọi người coi thôi nha. Thì sẽ lấy những cây va tương tự mà giống khác cho mọi người coi, nó đẹp lắm. Đây là cái cây Eirium va, mà tại sao Liên quay cái xấu là tại vì á nó non quá đó, nó không có màu xanh đó, là đó nó cháy cả nhà thấy không. Nhưng mà khi nó có màu xanh nó đây, nó va nửa đường thì nó không cháy đó. Ý là Liên nói là cái cây này cũng vậy, nó sẽ cũng bị giống như vậy, trong đó Liên dưỡng ánh sáng là vậy, cả nhà hiểu không. Liên phải quay cái cây xấu để hình dung được cho mọi người biết là cái cây nó như vậy nha. Còn cái cây này á, là nó màu nó va, nhưng mà nó trồng lâu á, mà đứt nó còi á, mình trồng trong cái chai á, thì nó co cái lá lại mà nó màu khoai môn, cái màu nó lạ đó, nó bạc bạc mà nó tái tái nhưng mà nó tím á. Còn cái màu thật sự mà nó lên va nó vàng lắm. Còn thằng này nó được cái là đây, cây của trên của nó vẫn xanh nha, tại vì Liên bữa giờ đáng lẽ nó bạc theo đó, nhưng mà Liên phải dưỡng nó bằng một cách là mình nửa mát á, tại nếu không là nó sẽ từ gần nó cũng nè. Cây này không có đẻ con nè, trồng trong cái chai á cả nhà, một năm mấy hai năm nhét con nhánh nhỏ xuống thôi à, mình tự lên lên cây con đó, là Liên trồng trong cái chai, Liên định máng nó lên á, định hang ao nó lên vậy nè, mà Liên cũng trồng ngoài nắng á, chứ cũng không có mát gì, biết nó có ngã không ha. Thì Liên quay không có đẹp tại vì Liên đang kiếm cái nắng cho mọi người coi để vô mát cái màu khác nha. Thì thử đẩy cái xe vô mát chút, đây là màu trong mát, sorry Liên cứ là không có kiếm được cái chỗ nào để quay cái góc cho nó đẹp, tại Liên sợ nó, có nghĩa là mình thấy cái đó là mình phải giải thích với làm liền để cho Liên cũng nhớ đó, với lại cả nhà mà ngắm sen đá cũng nhớ. Ủa sao nó tối quá à? Cái angle nó không có cái ánh sáng hả ta? Đồ, camera nó không thấy được cái ánh sáng. Đó, đằng kia thì Liên cũng đang nhổ nhiều lắm. Trước khi nói gì va để Liên giới thiệu chút xíu về cái này, tại Liên ngồi trong mát nắng quá tê tai luôn á. Cây này á, nó đột biến mà nó có cái dáng á, nên Liên lựa cục gỗ này Liên làm cho nó nằm nghiêng cho nó đẹp. Liên cũng thật ra cũng mới làm cái này khoảng khoảng tuần gì hơn. Cái này để gấp lá nè, Liên sẽ gấp mấy cái lá này ra thì nó sẽ đẹp. Liên thí dụ thôi chứ Liên cũng đang bận, Liên có đi làm mấy cái khác nữa với lại quay tiếp cho mọi người coi. Tại đang bữa khác Liên sẽ quay về cái này. Thì cái khúc gỗ này nó rất là đẹp. Để Liên bưng ra đây nha. Sorry nha Liên là quay nó cũng hơi không có tính á. Ai dạ, thì đụng đâu quay đó là bởi vì nó có cái trường hợp vậy nè, đang cầm cho mọi người coi máy nó quơ. Tại thấy đẹp quá sẵn cho mọi người ngắm nha. Hình như là nó không thấy đường. Chắc chờ Liên chút nha. Sorry mọi người. Chắc Liên phải đứng ngoài nắng quá. Ta Liên coi cái này đẹp. Đây cái dáng nè, cái này khúc gỗ này khoảng ngang tay hơn đó, cả nhà thấy không. Cái thế Liên để cục gạch thôi chứ nó lấy ra nó cũng không sao, nhưng mà Liên muốn nó đứng lên á. Cà hông á, lúc nó mới nó chưa bám rễ nó hơi nhúc nhích chứ thật ra nó chắc rồi, thấy không cả nhà thấy không. Cái dáng này cái thân này nó mới đẹp, nhưng mà Liên dựa nó một thời gian nó bám rễ mà chắc là Liên lấy cục gạch thì ra, tại không là mình phải thấy cái thân cây cái này khô nè,
Thì Liên nói là Liên thấy được cái dáng á, là Liên Liên làm liền, có nghĩa là bỏ vô chậu liền. Cây này Liên có nhiều rồi, Liên không cần nuôi lớn nữa, tại vì nó có một tạo một cái thế nó quá đẹp, cả nhà thấy không? Giống như một cái tác phẩm mà mình nhìn thấy á. Bởi vì nhiều khi Liên có để chậu trống nhiều lắm. Liên đa số là Liên thấy cái gì là Liên sẽ làm liền một một cái chậu đó liền tức khắc. À, Liên Liên mọi người coi thì ngắm cái này nha. Nhiều khi bác ra của Liên hơi lung tung. Liên nói thiệt tình là vậy á. Thì Liên đang ngồi ngoài nắng không có đội cái nón mà cũng không có thấy cái camera là được, nó rõ nó đẹp hơn, mọi người thấy cái dáng đó. Mà Liên quay từ xa nè. À, đó. Cái này là kỹ. Dáng này là dáng mình làm tiểu cảnh bonsai thôi chứ không phải tiểu cảnh. Liên sẽ ngắt cái lá này, nó lẽ thường thường đó là Liên sẽ làm sạch lá này quay nó mới đẹp ha. Nhưng mà tại Liên đang quay vì cái cây đột biến á thì cho mọi người coi, giống như Liên cập nhật mấy cái mà Liên làm hàng ngày á. Nhiều khi đó Liên không có muốn bỏ mấy cái này, tại mình làm á, mình quay cũng không có thời gian, nó mấy chục phút đó là mình làm được cây khác rồi. Nhưng mà tại thôi sẵn mình làm kỷ niệm mình chơi cây mà, thì nó có hư hao hay làm kiểu thì cũng quay chia sẻ thôi. Tại vì mấy cái này là mấy cái những người mà đam mê chơi cây đều thú vui đồ á thì giải trí thôi, có nhiều người người ta không có rảnh để làm, mình thì mình bận con mình nhiều, có con mình làm được thì mình làm thôi. Ủa đâu rồi, mình đừng có đá cái chậu của mình. Liên có một cái nữa đẹp lắm nè, quay cho mọi người coi. Đây là cái vàng mà Liên Liên dưỡng trong mát á. Đây đây là một cái thế nữa nè, cả nhà thấy nó nghiêng không? Đó là những cái mà nó quá đẹp đi thì là phải vô chậu liền. Cái thế nó nằm nghiêng này rất là chắc nha, có không phải lúc lắc đâu, nhưng mà là mới từ nó có rễ rồi, từ ở mình trồng dưới đất á. Cái thế nó đẹp, mình làm một cái thế nó bon kiểu, tại Liên thích, rất là thích nhiều kiểu thế. Mấy cái kia hồi xưa Liên cũng làm mấy cái thế mà tại nó tùm quá. Đây đó mấy cái thế nè, mọi người thấy nó nghiêng ra nghiêng cả gang tay nè, mọi người thấy là hiểu rồi gì, cái thế nó quá đẹp. Đây Liên bỏ xuống đây cho mọi người coi. Thường thường đó, chính là nó là ngoài cái vụ này nó quay phim mà cứ đi người ta không coi được. Nắng 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 ơi là nắng đây. Cả nhà thấy không, nó nghiêng một bên thôi nhưng mà nó không có đổ, tại vì nó chắc nhưng mà nó chưa có đầy rễ, tại rễ dưới đất mình bứng lên nó đã mất khúc rồi, nó không bám chắc được. Cái loại mà giá thể mà để bonsai này á, thì mọi người phải trộn một chút sức đe đất sét của dưới đất mình á, nhanh cái đất mà dưới đất sàn nó lại pha với cái kia, chứ mình không có pha theo kiểu mà làm rễ được, cũng không pha theo kiểu trồng cây kia được, thì nó bám rễ mà nó chắc lắm, mai mốt mình xài vài năm nó vẫn chắc mà nó vẫn cái thế y chang vậy. Tại vì Liên nó từng làm nhiều cây rồi, mà Liên trồng ngoài nắng luôn á, là nó cái đất sét nó giữ cho cái này nặng, với lại cái rễ loại cây này nó bám vô chắc đó, rồi là nó chắc luôn. Nhưng mà với điều kiện là nó không có lớn đâu, thì mình được cái thế này hoài luôn á. Nó lớn ít lắm, nó lớn rất là chậm, sự phát triển của nó rất là chậm. Thì mới mốt Liên quay lại cây này nha, để Liên đi chỗ khác quay cho mọi người coi cây khác, chứ để mấy cái mà nó va tương tự á. Đây là những cái chỗ mà ánh sáng dừa nè, Liên nói nè để cho mọi người hiểu là Liên đang thuần cây á. Trời, đứng ngoài nắng này mệt quá. Mấy cây này nó không có rễ đâu, mua cổ ria mà nó thấy xấu đâu. Tới tội nghiệp không? Mua nó xấu quá, chán luôn thôi. Không có quay cho mọi người coi. Này cây cổ ria màu đỏ nè, mà nó chưa lên màu, đang dưỡng nè. Bởi vậy. Đây, ở trước cái bản đồ Việt Nam bữa Liên nói Liên lấy lên đó, mà bọn quá không lấy, mọi người coi nó tắt nè. Nó tả hết bên của Liên nó xấu ghê không. Hồi nửa đêm qua 12 giờ mới vô được cây này nha. Thiệt tình mà nói 12 giờ đêm. Nhưng mà tại vì lít cái này nó bị táp, tại vì cái này bị táp lý do liên quay không, tại vì nó va nè. Đây là cái cây nó va, cái loại này va nhà farm làm sẵn nha. Mà hồi đó hồi hồi đó Liên có một cây thôi, nhưng mà trồng xong cái nó lên thành cái bụi đẹp quá, cái Liên để ngay đó, nhưng mà cái hướng nó quá nắng, nó bị
cái thân chính nó bị thui rồi, nó còn cái rễ mới, nó còn thân nhưng mà thân cao từ đây đến đây rồi, còn thân mà đáy dưới đáy nó bị hư rồi, nó có rễ non hết rồi, nó chắc lắm. Thì liên hẹn cái tô này á, liên cho mọi người coi nó va nha. Thì cái này nó hơi xanh nè, tại vì nắng táp rồi nó chưa có va được thì nó phải cây va này nó phải sao ta, đợi nó lớn đi mình quay cho mọi người hiểu. Nó va nó sọc ở giữa va hồng nè, tiếp của nó hồng đẹp lắm. Nói chung nó chưa lên màu à, mình đã cháy uổng ha. Đây là va của nhà farm làm cái mua, nó có sẵn cái màu đó rồi nha. Đi không biết làm sao cẩn này va này của mình lên được màu ha. Đó, Liên còn một cái cây va nhà farm nữa đằng kia kìa, mà nó Liên trồng nó cũng mấy lắm, có nhiều cái va lên đẹp lắm. À, đi ra đằng trước với Liên ngắm cái va ở nhà Liên lên nha, rồi chào mọi người. Liên sẽ đi làm việc tiếp. À, quên, hồi nãy Liên đang quay vậy mấy cái thế mà Liên nói là cái cây Evelyn này có thế đẹp nè. Liên mới làm cái con voi này là lâu rồi nè, bây giờ cục đá này lấy ra được luôn á, chắc luôn á, nhưng mà Liên muốn để cho nó đẹp. Một găng tay đó là cái thế nó nghiêng nè, cả nhà thấy con voi không? Đâu rồi? Còn cây này Liên mới làm là bản lớn, nó không có dính dáng gì tới. Cái này nó nắng nó cháy, Liên để nó sớm quá, lát dưỡng lại thì quét. Chờ Liên chút nha. Lần nào cả nhà mà coi Liên cũng đo là anh chính quay sao mà tiên Liên quay Liên Liên thấy cái gì là đẹp mà lại quay liền, nhưng không có chủ định hết đó. Đây cái dáng nữa nè, quá đẹp ha. Thật đáng lẽ là không có nói thằng này là phải nói về chuyện gì đột biến ha, mà bự đằng kia rất là nhiều thế. Thôi sẵn đi quay cho mình, tại nó cũng có thủ dạng là va nè, nó khoét mà nó va vô trong đây nè, nên Liên mới quay. Liên sẽ quay ra mọi người coi mà cái khoét mà nó có lá nó đổi màu nó va cho mọi người coi nha, mà nó nằm trên thân cây đột biến nha. Đó, đây nè, đó thấy mọi người thấy nó đột biến không, nửa xanh nửa vàng, mà đây là những cái cây mà nó nằm trên thân đột biến nè. Cái này 2-3 năm mà đẹp không, nó không có lớn nha, cái bản thế nó mọi người thấy không. Còn đây là kế bên một cái thế cây rất là đẹp, mọi người thấy nó mỏng không? Thì đây nó hơi găng tay mà nó uống bên này, nó tạt ngược lại bên này, là Liên đổi chiều nắng rất là nhiều luôn á. Hơi xấu tại vì nếu mà tại Liên chưa có rảnh á, cái cây này mà muốn sạch lá này khoảng trên 2 tiếng mới làm xong nó được á. Tại vì lâu lắm mà Liên không có làm cái lá này, thường mình lo mình chăm sóc rồi mình trồng á, cái này phải lấy ra vậy nè, đó thì nó mới đẹp, mới quay cho mọi người coi nó mới thích. Nhưng mà tại vì đang nói về va sẵn quay đây ha, quá đẹp nè, mọi người thấy không, cái tàn của nó nè, ý là chơi mà mình chơi lâu năm á thì Liên có cái loại này, Liên trồng nhiều thế đó, nhiều kiểu nó, cái này một tàn bên này, cái tàn bên này, tại hồi xưa nó giống chữ S bản đồ Việt Nam á, Liên cứ bẻ nó bên này xong cái lương sấy hướng nắng cái nó tạt ở bên này, hôm nay nó thành một cái thế như vậy. Hồi xưa nó chỉ là mới công tới đây thôi, cái này nó muốn kiếm hướng nắng là mình đổi theo cái hướng nắng, cái nó cong ra nó tẻ ra ngược lại. Nhưng mà nếu mà mình trồng ở trong mát á, mà nắng ngược ở ngoài này đi vô á, là nó bắt đầu nó cong ra nè, cái chỗ này nó cong ra nè, là nó đi kiếm hướng nắng, nó cụp xuống vậy nè, nó giống cụp xuống vậy nè, xấu. Đâm ra là cái này là vài bữa nó liền phải quay ngược nó lại nữa, có nghĩa là còn không là phải để hướng nắng sáng mà thẳng đứng á, giống như cái cây này nè, thì nó mới đứng, cái hông là mới mốt nó mất cái dáng này luôn á. Thằng này nó nước chảy ro, lâu lâu Liên mới tưới nước, tưới nhiều quá nó mất phọt. Tỉa lại rất là đẹp nha, cây này thế thì thế này phải 2 găng tay đó, thấy không, mà nó rất là mảnh mai, hồi đó nó mảnh hơn, giờ nó khỏe rồi. Đây là con rồng nữa nè, con rồng này thì cái thế này là Liên cũng tỉa lá sơ sơ rồi đó, hồi xưa nó hồi xưa nó thuộc dạng gì ta quên, nó tùm lá không à. Liên định quay cho mọi người coi cái này sau khi tỉa lá xong, mà tỉa chưa xong lắm,
Khi mà tỉa lá giỏi nước á, nó lúc mình đưa vô cái độ tỉa nó hơi chày, làm ra nó hơi chày nè. Nhưng một thời gian này mọi người thấy nó đẹp. Đây là lá nó hồng nè, nó va nè. Đi qua coi cái chai của Liên á, Liên làm trong cái chai nó va đẹp lắm nha. Cho mọi người tiếp luôn va. Đây. Đây là sẵn đây Liên quay cho mọi người là cái cây này nó va mà từ khoác là Erium. Là bình thường nó sẽ không có cái sọc này. Nó sẽ như nó sọc không có đậm vậy, nó mới khứa vậy, nó không có đều vậy. Cái cây này là mới dưỡng lại trong ánh sáng dừa thôi nè, để không là nó bữa nó bị cháy lá đó, liên tỉa nó ra lá ra phải không, xong cái bên này chết hết cây cả nhà thấy. Hồi xưa Liên cắm hai cây nhỏ đột biến mà cắm vô cái chai lỗ nhỏ xíu rồi. Thôi quay ra đây cho mọi người thấy đi cho nó tiện ha. Ấy da, đâu rồi, thấy không, lá nó rất là nhỏ nhí nhí. Tại vì Liên xong có tưới nước nhiều, lâu lâu Liên mới cho cái chai này ngâm vô nước này, ngâm là lâu rồi là không có cho nước nữa, nếu cho nước nữa nó xanh lại. Muốn giữ cái màu này là không cho nước nữa. Và lâu lâu cho lại, có không để nó khô quá nó héo, lá nó khô thì nó mất màu. Một cái cây mà nó bị stress á, nó bị dinh dưỡng yếu á, là nó không có lớn, mỗi một cái lớn có lá nó giữ được mấy tháng. Như vậy nè, giữ hoài cho nên nó khô nó héo rồi nó đổi lá mới, mà khi mà có lá mới là nó phải có dinh dưỡng nó mới đổi mới lá mới. Chừng nào nó mọc rễ để mà nó hút được đó, thì nó khô rồi nó mới có lá non, thì nó mỗi lần mà mấy cái bonsai là mình chơi được lâu rồi vậy đó, để ít đất là vậy đó. Là mình giữ cái thế nó hoài chứ thực ra mấy con cây này mau lớn nó bự chà bá à. Đây nè, mấy cái chậu này nè, bữa nó đang hồng á, mà Liên vô chậu để cho mọi người coi nó đẹp á, nên Liên đang dưỡng trong mát chứ tưởng nó ngoài nắng. Không có định nói tới mà là quay tới đâu thấy là giải thích cho mọi người hiểu rõ ràng chút xíu. Ai da, nhiều người trồng qua cây này rồi thì hiểu ý rồi, nhưng mà có những người chưa. Đây, cây này bự, cây này Liên đã chơi bonsai kiểu, thấy không? Thì nó cái loại khoét này thì nó loại đột biến này nó ra nhiều nhánh khác nhau lắm, nó sống đủ kiểu hết, đủ kiểu hết đó. Mỗi một cái kiểu mà Liên thích thì Liên sẽ đổi. Này va nè mọi người, nó yếu quá, thấy dễ thương chưa ba đó. Cái này nè mà Liên thấy cái dáng nó khác, làm ra Liên không có bỏ chậu, chưa có đường dư ý. Cái này là những cái cây mà cây này thì ok rồi, cây này bự lắm thì đột biến ha. Thì mình dưỡng nó vô chậu đá. Cái cây này là mấy cái cây mà gọi là bự quá, Liên muốn nó lớn, muốn cái tảng nó lớn thì phải dưỡng nữa. Hồi đó nó nằm ở dưới đất đó cả nhà, nguyên một vàng dưới đất lên, Liên lôi lên hết luôn á, bên kia nữa kìa, thấy không đó. Còn một rổ cây chưa trồng nữa, nói chung là cũng cái thế nào đẹp thì Liên mới lấy, cũng không lấy hết được. Rồi, thôi đi ra đằng trước nha. Liên đang nói cây va với lại khoét mà đột biến lên dị dạng, đột biến cái này gọi là đột biến thân và đột biến lá nha cả nhà. Đột biến thân, Liên không có rành, nhưng mà Liên có cái nào mà kinh nghiệm ở nhà Liên có thì Liên quay là Liên nói. Chứ thật ra cũng không biết sao nó đột biến. Cái giống cái này cầu riêng mà chưa lên màu đẹp ha. Nói mỗi một cái kiểu xen chơi với lại cái thế mà bonsai thì mỗi người mỗi ý, đâu có ai giống ai đâu. Trời, cái này ai tưới nước nó nặng rồi đó, cái này là không tưới nước được nữa rồi nè, nặng rồi nè. Cái này chắc là anh chính anh bỏ nước không, hay là mình bỏ. Cái này nó màu hồng nha cả nhà. Bữa nào Liên nói tới cái cây này Liên có cái cây nhỏ nó lên màu hồng rất là đẹp, rất là đẹp luôn, mà Liên đang dưỡng nó ngoài trước á, mà Liên không trồng ở dưới nữa, thì Liên chuyên làm chậu cho cả nhà ngắm. Tức quá, đi qua lấy cái cây cho mọi người coi. Đây, tại vì bây giờ thề quá, Liên nói mà Liên phải đi lấy liền là cái màu này nè, cái màu tím đó, cả nhà thấy đẹp không? Cái con nè, thân thụ. Thật ra mà mỗi lần mà có cái tác phẩm này thì mọi người thấy nó rất cũng chua lắm, tại nó nằm ở dưới đất á, nó mọc lớn lắm, bự như cây kia vậy đó, nhưng mà mình vì mình thích cái màu của nó, mình thuần nó lên nó đẹp, nhưng mà nó nhỏ ha,
tà, có nghĩa là nó lớn từ từ thôi, lớn để cho mình ngắm á, chứ nó không có lớn mà dội vàng như cái cây này nó lớn lắm á, cái thân nó to lắm. Đây nè, thân to lắm á. Thân này cỡ tròn cái ngón tay mình luôn nè, là rất là to mà nó màu á. Bây giờ mình đang giữ vô mát. Mình phải đợi cây này mình mới quay thì nó xanh, nhưng mà nó, mình đang muốn nó khỏe lại đâm ra mình cho nó xanh. Đó, nó một rễ non rồi nè, vài bữa nó phải đổ. Đựng tưới cái này nặng lắm nha, nước. Thì cả nhà thấy không? Ây da, nhìn không ra luôn ha. Cây này với cây này là một mà nhìn không ra luôn. Cái nặng quá đừng để con chiến đó mọc lớn bậy. Qua ai cho nước không thấy nó nặng quá. Chắc không em chắc em hả? Cái miếng kiến đó không đẩy nổi không nhớ được. Nó gãy nguyên xuống luôn. Để em bưng lại kia. Em đang quay phim này với cái này. Là hai cây này là một. Sao nhìn đúng ra phải không? Lá nó lớn lắm. Lá này to gấp mấy lần lá này. Nhưng mà nó rất là đẹp. Đâm ra một mình thấy nó đẹp đó. Mình làm tiếp. Không trồng Liên cũng không trồng lấy giống nữa. Nên đâm ra Liên bỏ cho nó đẹp. Còn như mọi người mua ở ngoài này á, ở farm đây nhiều lắm. Cái này nó ra nhiều lắm. Nhưng mà thuần được cái màu này rồi thì thích. Thích quá mà. Đi thôi. Như chuyến dây à. Đáng lẽ quay cái gì đẹp thôi mà lát hồi quay cũng tùm lum dính vô hết. Đây là cái cây đột biến sẵn đây, bên này nó có cái cây anh chính. Cây này là cây gì quên rồi ba. Xương rồng. Nó đang có một cái bông. Và đây một cái bông sắp nở, hai cái bông à. Còn mấy dưới đây là linh tinh, nó muốn chết nó lên cái vườn. Bông, bông anh ơi. Nó úp đàng hoàng. Cái cây này á, có clip mình để tựa gì xương rồng hả? À, bữa nào liên quan cho mọi người xương rồng mà nó bự lắm, nó nửa thân người liên đo thử coi. Từ liên này chung có khúc là 1 2 tới 2 3 gang tay dài lắm nè, chậu bự nè cả nhà thấy không? Liên đã chôn một khúc bự thì bự ở dưới vậy nè, cả gang tay liên bỏ luôn cái khúc đó. Còn cái khúc mà bữa anh chính chặt ở trên á là dục luôn, nó ra rễ rồi nhưng mà liên không có thích nhiều. Cái thôi. Tại vì liên xương rồng chỉ là trồng mình trồng sáng đá thấy nhiều người cũng trồng xương rồng vui thôi chứ liên. Với cây này là cũng người ta chặt ra chứ cũng không phải mình mua nữa. Cây mà mua này tiền không á, tại vì nó cũng bự lắm, thuộc dạng cũng có giá trị mà điều. Liên không mê nó lắm năm nay. Chỉ vậy thôi ha. Anh chính muốn liên quay cho mọi người coi. Đây nè, va mà liên dưỡng trong cái thùng kiến mà nắng quá nè. Cái cây này va này nè, khó chơi lắm nha. Liên đã mua cầu ria đó, ba nhánh liên làm hết, mất hết nhánh. Hai nhánh chứ giờ nó đang lên lại, nó va rất là đẹp. Mà mua mắc tiền nữa. Liên cũng không có gì chết hoài. Mà lấy đó làm kinh nghiệm, cây sao không chết. Một cái đôi lúc cây sao cũng chết luôn. Nó chơi vui. Này nắng quá, kiếm cái thế để dời cây này qua. Nắng quá mọi người ơi. Đây là mấy cái cây mà không có được đụng nước á. Năm ra liên để dưới đó, đụng nước là nó thúi. Cứu nó nè. Mấy cây là mấy cái chỗ xấu xí mọi người. Cứu cây á, cứu cấp á. Cây này nó va luôn nè, cái nhà bữa dưới đất á. Va này nhà farm làm sẵn rồi, nắng đâu rồi ta. Mà nó kiến quá, nó bị ấy á, liên bứng nó lên, liên trồng ở trên luôn, ở dưới nó kiến quá. Liên đang dưỡng nó ra rễ mới á, liên không có dám tưới nước, nó cũng ẩm ẩm rồi. Lá trong cứng, lá ngoài héo thì coi như bỏ ha. Coi như là cái cây va này nó đang lên bông đẹp, nó lên cây con mà nó bị kiến á, cái nó thui rồi. Thôi đi ra ngoài trước nha. Cái chỗ này đâu có đẹp đâu. Bông nó nở nè. Bông gì ta? Bông xương rồng. Xương rồng nở. Xương rồng trồng cho vui thôi, cả nhà thấy không, bông nở mà còn thèm đi quay nó nữa. Tại vì không có mê bông nó, vậy nó nở bông mà còn thèm không có thời gian quay nữa. Đây nữa nè, cái trái này nè, hồi đó nó liên có nhỏ xíu, hôm nay nó bự rồi, đang có bông đó. Cái xương rồng này 7 màu á, loại mới hai rồi đó, mà nó chưa ra màu, nó rainbow, nó tím tím xanh xanh xà cừ dữ lắm á. Cái cục bự nha, cục nhỏ cũng vậy luôn á. Chính thấy hai cái cục nên chính mua hai cục. Còn cái cây này thì liên đang mong chờ nó ra bông. Tại mọi người hiểu sao, xương rồng này mà nó thơm, phải nói luôn á, bông nó thơm lắm luôn á. Không hiểu sao liên mua được cây này, liên rất là quý nó.
xương rồng mà bông thơm, mà bông nó nhỏ lắm. Mà Liên để nó lớn, trái này là cái trái từ cái bông nó lên đó, nó đậu trái nè. Hồi đó Liên kêu nó là sầu riêng, năm nào Liên cũng quay nữa mà năm nay không có bông. Chưa có bông được. Tại cái bông nó thơm giống như hoa lài Việt Nam mình hửi á, mà nó thơm cái mùi, ý là nó nồng á, còn mùi này khác một chút nha. Còn đây nè, đột biến nè, đẹp á, xương rồng đột biến á, tại vì thấy nó lạ lạ mua chứ mình không phải mê xương rồng. Lạ ha, đẹp ha. Ừ, này nè, xương rồng đột biến luôn á. Xương rồng đột biến nè, có nghĩa là lạ lắm á thì mình mới chơi xương rồng á đó. Còn cái này á, nhà farm nó làm sao nó nói cái cục này là nở bông 7 màu. Liên đang đợi nó có 7 màu, Liên quay cho mọi người coi nha. Tại vì Liên đọc trong cái đồ lạ của Liên nè đó. Mọi người mà chơi sen đá thì biết cái lá này phải không? Mà Liên đã làm thành củ. Nó cần nắng sáng thôi, nắng này nắng trưa nè. Hơi héo lá nè. Liên trồng xong cục này Liên thích lắm, nó bonsai. Nắng quá, nó khiến cho mát để nha. Rồi đó nó nằm đây nè. Mình giờ nó làm chi không biết nữa. Đây nè, đẹp mà nó trồng. Đây nè, những cái chỗ mà bonsai của Liên nè. Thấy cái củ của nó nè. Mọi người thấy cái lá này biết không? Liên không biết tên đâu nha. Nhưng mà Liên đã có một cái tác phẩm rất là đẹp. 2 năm hơn mới có một cái tác phẩm này. Mà cũng không biết có được cái không luôn. Đây là thấy không? Để bữa nào Liên nói về cái tác phẩm này là rất là đẹp. Sen đá mà lên củ á, thấy không? Đây nữa nè, đó Liên trồng bonsai nhiều lắm. Liên làm mấy đồ chơi mới nè, từ từ ha. Ok, Liên đi ra ngoài kia tiếp nha, 36 rồi. Liên đi ra sân trước nha, à, tại vì Liên quay cái cây va mà nó Liên đã nói nó có 2 màu á. À, Liên đem theo cái bình này để cho mọi người ngắm, cho mọi người dễ nhìn nha. Tại vì Liên không có làm phim mà kiểu giống như cho mọi người thấy được. Ồ, cái cây kia nè, nó nước nhiều quá, nó muốn rụng. Đây là cái cây trái tim mà mọi người nhìn trái sen đá sẽ để ý nó hình trái tim nè ha. Nó thì nó màu xanh. Rồi đi theo Liên coi nó màu vàng ha. Sẵn Liên có kinh nghiệm giữ mấy cái cây mà nó va lên. Mấy cái này trồng chết rồi, cái này Liên không che phải bứng lên nó cháy. Có cây đột biến Liên để dưới đó, nó hơi nhỏ, nó bứng lên. Hôm qua Liên cũng làm được một chậu bông hồng bự đằng kia kìa, bứng dưới đất á. Đây, giới thiệu mọi người cỏ không? Ở dưới đất mà chưa có nhổ. Mấy cái cây này nó mình tưới nước nó ăn ké ghê không? Mấy cái cỏ nó ăn ké, nó mọc còn hơn sen đá của mình nữa. Đá mình hút nước nhiều, nó nằm dưới đất nó hút dữ lắm. Đây là cái bông nó tàn rồi nè. Đây là cái cây va Liên nói đây. Là nó nửa xanh nè, nó nửa vàng nè. Thấy không? Cả nhà thấy nó đẹp không? Chụp tấm hình cây. Trời ơi, mê quá. Liên đang ngồi ngoài nắng nha cả nhà. Quên lấy cái nón nữa rồi. Chắc cái mặt nóng rát luôn. Đây giờ là không biết mấy giờ, chắc phải 12, nắng trưa 11, 12 giờ quá. Ui mẹ, nắng quá. Cây này lâu là héo rồi, phải đem vô. Tạm thời vậy đây nha. Còn dưới này va của nhà farm á, nó nằm trong kẹt, hơi nhỏ rồi. Thì cái này á, nếu mà mình thấy đẹp á, thì Liên nghĩ là phải bấn nguyên một cục đất nó lên á. Rồi mình dưỡng ánh sáng, cũng không được dưỡng mát. Nếu dưỡng mát là nó trở lại nguyên thủy cái cây này, nó không có ra cái va này nữa. Cái chậu này là ai coi Liên cái clip cũ trong cái channel của Liên, cái kênh của Liên nó có quay về cái chỗ này. Liên đã trồng qua phu đầy hết. Bữa này nó cây nó lớn, nó đẩy lên á, Liên nhiều quá Liên nhổ ra hết rồi. Thì bây giờ Liên cũng phải cứu mấy cái cây này lại. Cây nào mà nó cháy Liên cũng đem vô trồng lại cái mới, phu lại thì quay lại. Còn cây này nó hồng nè. Cây này là cái cây mà nãy Liên mới dì dưỡng vô trong á. Liên trồng nó đây, nó nắng đó. Nó hồng dữ lắm, cả nhà thấy không? Mà nó đẹp ghê không? Lên màu ghê hồn luôn. Đây nè, đó rõ ràng là sắp sửa lên bông nè cả nhà. Bông của nó nè, hình bữa nó lên mấy cái bông này nó tàn rồi nè. Đây nè, đó. Thì cái va nhà farm á, nếu mọi người có cái cây trái tim này nó bán sọc á, nó vừa trắng mà nó hơi sọc, nó va của nó làm sao không biết nữa, mà nó cũng mắc lắm á, mà nó đẹp. Mà Liên chưa có mua. Mà bây giờ nó có cái này, tại vì Liên có những cái va, những cái mình trồng thôi cho có cái sen thôi, chứ mình thích ít lắm.
Nhưng thích sen đó dạng dày nhiều hơn mấy cái này. Mấy cái này có những cái lạ lạ đó. Liên không có dám bứng nó lên á. Tại kỳ Liên có bông vàng bứng nó lên, nó bị thúi. Nè, nó va là nó tự lá, nó đổi, nó bị stress quá. Nó vàng, nó xanh, nó vàng, nó xanh. Còn nhà farm người ta làm hay lắm, sọc vàng, nhưng mà nó không có trực tiếp ngoài nắng được. Thì cái cây này đây nó cũng vậy. Đó, Liên cầm theo nè, nó cho mọi người thấy nè, thấy không? Liên có nguyên có bụi. Đẹp ha. Mà cái chậu này Liên đã trồng một năm mấy, hai năm nay là Liên để ngoài nắng. Hồi xưa Liên dưỡng trong mát, lúc mà mới trồng á, bây giờ nó để thẳng ngoài nắng luôn. Rồi mùa lạnh Liên, nếu mà lạnh quá nó có dập vài cây, Liên giật lên, không Liên phủ cái bao ni lông lên là xong. Thôi chắc Liên để cái này xuống để Liên đi quay quá. Cầm lát nữa, đây thôi đem vô mát cái nha. Để không nó dưỡng trong mát, tội nghiệp lắm. Oh my god, đẹp quá. Vô mát nó thở gì đâu á. Nắng quá cả nhà ơi. Hôm qua Liên giật hết mấy cây lên, đằng kia kìa bông bự lắm. Cái sen đá nó như tạo việc làm cho Liên sao. Lòng quả lắm đó. Đuối luôn á. Những cây này nè, nó đột biến. Này đột biến nó bự rồi nè. Mà nó rầy nè, thấy không? Đó, nói chính xác là cái cây này rầy bực bội. Đây cái cây này nó bị héo rồi cả nhà. Liên phải trồng nó lại nè mọi người, nắng đó, không mà nó chết. Cây này nó bự lắm nè. Đây là Liên bứng luôn nè. Đó. Rễ không. Sorry. Đất ở dưới. Đáng lẽ là hồi nãy giờ Liên mà không quay phim á là nhổ cây này lên trồng nó lại cả nha. Để nó ngoài nè, để nó vô mát cái thân nó đi, chút nó quét. Tại không để nó chết. Cái loại giống cây này em này Liên nói nè, nó nắng quá đó, mình tưới không có cái là nó gục đầu hết à. Là nó không ổn á, nó thiếu nước. Còn mà tưới quá nó gãy ngang thân, Liên sẽ giữ nó lại. Nằm nó đi, rồi Liên chào mọi người xong Liên đi trồng nó. Tại có nhiều cây bứng dưới bức đã lắm mà không có quay cho mọi người coi. Đất búng lên hết trơn. Lát phải đổ đất lại nè. Em ấy đã bị giật lên. Em ấy đẹp không? Dễ thương quá, đem vô trồng trong luôn. Cây này nè, nó muốn chết, nó hư. Liên quăng nó xuống đây, Liên dưỡng nó. Nó sống đâu, cho nó sống đó, nó yên ha. Chừng nào rảnh mình làm nó. Đây cũng vậy nè. Đây cũng còn nè. Cây này đột biến luôn. Phải anh ta đẹp á ta. Cây nó màu đẹp lắm. Đây mình viết nó lên với dính chấu rồi đem nó vô luôn. Tại thằng này là màu xanh này, nó không có chịu nắng lắm đâu. Ây da, nó không có chịu nắng lắm. Để đâu vậy ta? Thôi để đây luôn đi, lát nữa mình trồng nó. Đây, cây này tự nhiên lá rụng là có vấn đề nha. Đụng tới đâu rớt tới đó là có vấn đề đó cả nhà. Là nó bị nước nhiều quá. Thấy không? Đụng tới đâu rớt tới đó, cây non là bị dưới đó nó bị nước nhiều quá. Cây này nó đẹp lắm, không có xấu đâu. Để Liên dưỡng lại, lát nữa Liên bứng nó lên trồng chút khác. Cái này nó bị lúng sâu quá đó. Vậy đi nha, Liên sẽ chào mọi người. Liên đi vô nhà để trồng cái cây này đột biến này. Còn bên kia nó va. Hồi nãy Liên cây bông hồng bứng cái đằng kia kìa. Ở đây Liên cũng còn mấy cái va nữa nè, mấy cái đỏ chứ. Ngày qua Liên bứng chỗ đó đó, thấy không? Nửa đêm á, 12 giờ thấy nó là phải bứng. Đáng lẽ là để từ từ mà làm được. Từ từ là chết cây. Còn bên này Liên đã làm một cái rác này nè. Liên phải che mát nữa, tại nó nắng. Ở dưới không có đẹp, nhưng mà ở trên này Liên sẽ làm một cái rũ xuống. Từ cái rác này nó cao qua người Liên khoảng 2 mét, 2 thước. Từ dưới lên trên á. Tại Liên đứng hình như 2 thước. Đúng rồi, quay camera lại được. Ở đây
Hay sorry, thấy cái tay Liên Liên đứng ngang người đầu đó nè. Thì cái này Liên mới vừa làm, nó không có cái này nè, thấy cái vòi nước không? Có cái vòi nước, cái này Liên mới vừa làm, nó chưa có hoàn thiện ha. Đây. Nó chưa có hoàn thiện lắm. Đây là những cái dây phơ dài ha. Đây là mình mới dưỡng lại nè, nó đang tốt. Đây là bên này bên hông, đó Liên trồng nó hai bên. Thì tương lai cái dây phơ này mọi người biết cái gì, nó sẽ rủ xuống đầy hết ở dưới, từ trên xuống dưới hết. Đây là những cái mà Liên đang làm mà đang dưỡng cùng một lúc ở trong dưới mái hiên này. Thì mai mốt cái này là mọi người biết rồi, nó bự, nó mau lớn lắm thì nó sẽ phua xuống dưới đất hết, nó sẽ đẹp thôi. Trời ơi sao mà đẹp quá vậy trời, Erium. Chơi nhiều quá, có cây đẹp, có cây thì nó tiêu. Ở đằng kia Liên có cái Erium mới nữa, đẹp lắm luôn. Erium mới, Liên thấy mới thôi. Liên có nhiều sen đá mới nữa. Đó, thì mấy mốt nó sẽ phủ xuống, mọi người sẽ đẹp. Có nghĩa là nguyên cái mảng đó đó, Liên sẽ trồng ngoài nắng chứ không phải trong mát nha. Ở dưới là Liên trồng bắp cải lớn. Chắc là lấy cây bắp cải lớn bên này đi, chứ trồng mấy cái thằng gót ma nó ấy quá. Đó, có nghĩa là chưa trồng xong cái này đã bài khác rồi, nó hơi lung tung. Lip tick đẹp quá ha. Đi tới đằng kia chút xíu nha. 46 rồi hả? Đi tới đằng đây cho mọi người coi, có cái cây này nè. Thấy nó lá muốt không? Cái thùng muốt không? Liên mới vừa làm cũng đêm hôm qua, nó tự dưới đất. Cái này bông hồng này chai ịn á, gọi là chai ịn, tại nó bự lắm. Một cái lá nó, mà nó lá dày mà nó vàng. Này cũng thuộc dạng bà con của Erium luôn. Mà nó non quá à. Liên đang biết nó héo không, tại trong cái lưới của Liên đằng kia nó hết chỗ rồi. Mà nó nặng quá, nếu mà đem nhà sau á, dưỡng rồi mốt khi nhà trước đau lưng thôi để đây luôn, coi như hy sinh nó luôn nha, không biết nữa. Hồi đó Liên cưng lắm, trồng mấy năm mới bự được vậy á. Chứ thật ra nó con nhánh đó. Rồi đó kia cũng eo im xòe ở trong đó ha. Đó, mình đang bài nè. Đây là cái cây mà hồi nãy nó va nè mọi người, mà nó nằm ngoài nắng nó va tiếp nữa nè. Trái tim á, nó cứng ngắc à. Đây là trái tim nè, đây là có bông nè. Cái này ngoài nắng quá đó mọi người, nó co lại, mọi người thấy không, nó cứng ngắc à. Nó như cục đá vậy đó, mọi người thấy không, như cục đá vậy. Cái này là mình phải đem vô, cái này rất là đẹp, đồ Korea mà mình trồng đó. Đẹp không? Đây nữa nè. Liên thích nó dễ trồng á, bởi vì mốt Liên sẽ cho nó ngoài nắng chơi. Còn mấy cây nào mà dạng thuộc cháy nắng nè. Đó, em ấy cháy nắng nè. Giật lên cho mọi người kia, mới trồng lại nè. Cũng qua luôn, đem vô mát. Tại không nó, Liên trồng nó đang dưỡng lại em thôi, Liên không thích. Tại vì phải canh nó hoài, sẵn mình đem vô để mình trồng ở trong mát luôn đi. Ây, sẵn cứu mấy em luôn, lỡ rồi. Có nhiều em cần cứu quá mà. Ok, bye bye lại 50 phút mỗi ngày là Liên quay nhiều quá, Liên mất cười quá, quay chút xíu lát nữa ra cũng nhiều. Có nghĩa là mình phải làm mấy cây hoàn chỉnh đó, nằm đất nó làm mà hoài không làm nổi, nó còn gãy ngang gãy ngửa. Tự nói tự cười lắm, tại vì mình tự nói không mà mình thấy mình không làm nổi, mình mất cười quá. Mệt lắm ở nhà, sáng giờ là bận, sáng ra sen, tối 12 giờ đêm cũng sen. Mà còn chưa dự ý nữa, còn rồi làm kiểu làm cọ nữa, chính mà làm đứa mệt lắm. Đó, giống chẳng hạn như cái rác thằng kia đó, thấy không, nó ra bằng cái lưới luôn. Mình chờ nó hết chỗ để nhét mấy cây dưỡng mới. Khi nào mà mỗi lần làm nó phải có cái chỗ á. Cây nó phải nghỉ vài tháng trong đó đó, dưới lưới á. Còn làm mà cứ thảy ra nắng giống như hiện trạng giờ là đi đai hết. Không phải cây nào nó cũng sống được ngoài nắng. Còn nó sống được là phải thuần, nó tốt lắm, nó không khỏe lắm. Còn không là nó mới bay mình đi luôn. Chào mọi người. Lại cầm máy lên cũng cầm thôi, cầm là cứ đi lung tung là thấy tùm lum. Thì coi như mọi người ngắm sen cùng Liên, với làm việc cùng Liên,
tại vì Liên làm gì Liên quay đó liền, đâu ra là coi như làm là trồng sen đá cùng Liên ha. Chào mọi người, bye bye, chúc mọi người vui khỏe. Có nhiều khi Liên mấy cái clip phim nó lên thường xuyên luôn, có nhiều khi thì nó không có lên, có nghĩa là lúc nào rảnh, lúc nào tiện, lúc nào Liên sẽ bỏ lên. Ai mà không có coi mấy cái clip nó chịu khó vô việc chữ video của Liên subscribe á, vô video nếu mà không có subscribe á thì nó subscribe, nó không có subscribe thì nó không có hiện lên cho mọi người, phải đi tìm clip subscribe Liên thì đi vô đó. Có những cái clip mà giống như Liên bỏ liên tục á, vô đó coi lại ha. Tại có những cái quay cũng có nghĩa là những cái Liên quay liền luôn á, có nghĩa là nó trường hợp đó Liên quay luôn, trường hợp đó gãy cành hay gì. Bye bye, mình vô mình lót phim, mình cho con ăn. Chào mọi người. Mình cũng rất là vui được quay mấy cái clip kỷ niệm, có người cùng thưởng thức với mình. Ok. Ta 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 ta. Sen va đã đột biến tự mình trồng.